Thứ ba tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Suy niệm: cái cốt lõi của đời sống người Kitô hữu, đó chính là việc cầu nguyện. Tác giả tập sách Đường Hy Vọng. Bậc đáng kính là Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ kinh nghiệm như sau: hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Thiên Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con. Cầu nguyện là nền tảng đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện, con kết hợp với Thiên Chúa như một bóng điện sáng là nhờ kết hiệp với máy phát điện. Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô phải là cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nêu gương mẫu cầu nguyện nhiều lần. Ngài xa tránh đám đông dân chúng để ngập chìm trong cầu nguyện. Ngài cầu nguyện mỗi khi có chuyện gì quan trọng. Chẳng hạn trước khi chọn các môn đệ, trước khi lập bí tích thánh thể, Ngài cầu nguyện rất sốt sắng ở vườn cây dầu, đến nỗi mồ hôi và máu chảy ra. Ngài cầu nguyện với cha Ngài cách liên lỉ, và Ngài cầu nguyện cho mọi người, nhất là cho các môn đệ của Ngài. Chính Chúa nói cần phải cầu nguyện để khỏi sa trước cám dỗ. Ngài đã đề ra những cách thức phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện nơi kín đáo, cầu nguyện cách khiêm nhường, cầu nguyện với lòng tin, cầu nguyện chung với nhau khi hai, ba người họp lại. Trang tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew trước hết cho chúng ta thái độ khi cầu nguyện. Đó là chớ có lải nhải nhiều lời như dân ngoại. Sở dĩ Chúa đưa ví dụ này ra là vì các thầy biệt phái đã làm sai mục đích việc cầu nguyện, và họ gán cho việc cầu nguyện có một giá trị như cái máy. Hễ đọc lên là được ơn, không kể gì đến nội tâm cõi lòng. Nhưng Chúa muốn nhấn mạnh đến tâm hồn cầu nguyện. Khi cầu nguyện, điểm chính không phải ở những lời cầu xin. Lẽ dĩ nhiên cần có lời xin trong đó mới làm thành lời cầu nguyện chân thành dâng lên Thiên Chúa. Tiếp theo, Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Qua kinh lạy cha, Ngài dạy họ gọi Thiên Chúa là cha, Abba, Cha ơi,
họ được phép gọi như Ngài đã gọi và chia sẻ chức vị làm con của Ngài.